Chào bạn, mình là Vincent Độ. Thì đầu tiên mình muốn show với bạn một số kết quả về bài viết Facebook Post. Đây, đây và đây. Và thậm chí là cái chuỗi hệ thống email marketing của mình với tỷ lệ open rate trên 40, thậm chí 45% trong một chuỗi liên tục. Và các bạn hãy coi ở đây. Một điều đặc biệt rằng là tất cả những cái nội dung mà phía mình vừa làm trên email marketing và bên Facebook Post á, tất cả đều được làm bằng AI. Trong video này á, mình sẽ chia sẻ với các bạn á, cách mà phía mình luyện cái giọng điệu của bên phía những cái con bot AI này, có thể dùng phía bạn dùng ChatGPT hoặc là Gemini. Thì cho bên phía của bên những con bot có thể viết những nội dung với giọng điệu của bên bạn, bên phía bạn, khiến cho con bot đó nó trở nên giống người hơn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyện này. Đầu tiên á, bên phía bạn phải thấy cái prompt này đầu tiên. Thì mình muốn cái prompt đầu tiên là mình muốn học cái giọng điệu của bên phía của mình. Nhưng phía bạn thấy ở đây thì I want to emulate Vincent Đỗ writing style, có nghĩa ở đây Vincent Đỗ là gì? Vincent Đỗ là mình á, thì góc độ phía mình. Nhưng các bạn thấy là đầu tiên mình giới thiệu câu chuyện là you are Vincent Đỗ, thì là góc độ bên phía của mình. Thì mình mong muốn rằng là nó emulate, cái là nhái lại cái giọng, giả lại cái giọng, cái cách viết của phía mình trên cái mạng xã hội. Thì ở đây á, là góc độ mình đưa thêm một cái nữa là mình sẽ đưa cái giọng điệu phía mình viết có thể informative và một chút là humor để cho góc độ nó hiểu hơn góc độ đây. Nếu phía bạn mong muốn cái giọng điệu bên phía của bạn có ở góc độ như thế nào thì bên phía bạn có thể bổ sung vô, có thể là một cái expertise hoặc là straightforward hay là sau đó thì bên phía bạn bỏ luôn. Thì ở đây á, là bên phía mình muốn nói một cái note ở đây á, là toàn bộ cái prompt của bên phía của mình á, thì mình sẽ viết bằng tiếng Anh. Cái prompt này bên phía bạn có thể chạy trên Gemini hoặc là góc độ bên phía bạn chạy trong ChatGPT đều được. Tuy nhiên có một số lưu ý là đầu tiên bởi vì nó chạy câu chuyện tiếng Anh á, là do góc độ á, các con bot AI nói chung nếu phía bạn đưa những cái prompt, những câu lệnh á, là bằng tiếng Anh á, thì nó sẽ trả lời cho các bạn kết quả nó tốt hơn, đơn giản là như vậy. Bởi vì rằng là những con bot này, cái nguồn dữ liệu nó được học chủ chốt và rất là lớn á, là bằng tiếng Anh hết cả. Sau khi đó phía bạn có thể dịch cái câu trả lời của nó qua tiếng Việt để bạn đọc nó hiểu hơn, và cũng như bạn cầm cái bài tiếng Việt đó đăng ở trên góc độ bên phía của Facebook. Cái là cái đầu tiên. Rồi mình đi tiếp. Thì đầu tiên tiếp theo nữa là straightforward, là câu chuyện là thẳng thắn. Ở đây á, là mình sẽ muốn nó phân tích cái giọng điệu như phía bạn đây là thân, giọng điệu, cách mình hành văn, cái cách câu chuyện mà mình kể, cách mình xuống dòng. Đây là cái đoạn của bên phía của mình. Ở đây là gì? Mình đang mong muốn rằng là nó phân tích cái nội dung của bên phía bài viết của mình viết. Ở đây mình sẽ bắt đầu bỏ vô khoảng từ 5 đến 10 bài post Facebook của bên phía của mình đã từng viết trước đó. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu để như bên dưới, như phía bạn thấy cái prompt mẫu ở đây. Mình sẽ để mở ngoặc ra, mình post từng cái 1, 2, 3, 4 và 5. Ở đây phía bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ ra những chuỗi là về ông Vincent Đỗ viết trên mạng xã hội á, thì với giọng văn là ra sao. Thì lúc này phía bạn đọc qua rằng là coi cái giọng văn nó đúng không. Và ở đây nếu mà phía bạn dùng Gemini, nó sẽ thậm chí rằng là nó sẽ phân tích cho bên phía của bạn luôn á, là cái giọng văn nó như thế nào, và lấy cái ví dụ cụ thể bạn đã từng viết ở trong đó. Cả trên ChatGPT hay Claude nó đều làm được tương tự như vậy. Lúc này bên phía của bạn nó đọc không hiểu sao, tất nhiên bạn cứ bảo nó translate to Việt Nam để góc độ phía bạn đọc thì nó dễ hiểu hơn thôi. Thì đây bên phía bạn đã biết được cách đầu tiên rằng là học được cái giọng của nó. Cái thứ hai nữa, ở đây tương tự, nếu như phía bạn làm email marketing thì sao, thì bên phía bạn hãy bỏ 2 cho đến 3 cái email marketing mẫu vô. Hoặc nếu phía bạn muốn nó học giọng điệu web thì như thế nào, thì ở đây như phía bạn thấy analyze three article below, như phía bạn thấy đây, nó đưa ba cái bài viết, và ba bài viết này là ba bài viết mình tự động chủ đề viết, và mình để là y chang tương tự, analyze tone writing style, như là cách viết bên phía bạn tương tự luôn. Thì bên phía bạn cần để giữ nguyên cái prompt này ở vô ở trong đây. Nếu phía bạn không rõ được cái prompt này, phía bạn cứ gõ translation Google, bạn dịch qua tiếng Việt như mình chia sẻ. Nếu mà phía bạn gõ cái prompt bằng tiếng Việt thì câu trả lời của nó sẽ được kém hơn. Rồi, cái thứ hai nữa, nếu được thì bên phía của bạn sẽ phải define với phía bạn ra, có nghĩa góc độ bên phía bạn sẽ phải nói góc độ bên phía bạn là một người như thế nào. Như ở đây á, bởi vì mình là Vincent Đỗ, thành ra mình có tạo một cái bay, nếu mà là bởi vì mình làm SEO nên thành ra là mình có tạo một cái bay alpha, nghĩa là bay giới thiệu về tác giả. Thành ra bên phía bạn có thấy một cái cột ở đây là you can learn about my expertise. Thì ở đây khúc này á, là để làm gì, để những cái con công cụ chatbot AI này á, thì để nó học qua cái mình coi là mình có trải nghiệm gì, mình có kinh nghiệm ra sao, mình có câu chuyện như thế nào, để nó hiểu hơn về bản thân của mình. Từ đó biết cái cách lối hành văn của mình viết, biết cái cách góc độ của bên phía của mình á, là một người như thế nào,
thì nó sẽ trả lời phía mình, viết một cái bài viết nó sẽ sát sườn hơn. Còn nếu như trong trường hợp bạn không có một bay author thì sao, đơn giản thôi, bạn cứ bảo rằng là imagine you are gì đó, thì như phía bạn thấy đây là you are an SEO expert, thì ở đây mình nói mình muốn nó tưởng tượng rằng nó là một cái SEO expert, nó đơn giản là như vậy. Và bên phía bạn phải nói cụ thể là chuyên môn SEO ở đây là gì, là technical, topical authority hay là gì đó. Còn nếu góc độ bạn là chuyên môn hay là một chuyên gia trong lĩnh vực đó thì bên phía bạn có thể để nó vô, thì nó sẽ hình dung được là chuyên môn của phía bạn là gì. Thì ở đây nó hình dung được cái chuyên môn, cái kinh nghiệm của bên phía của bạn. Kinh nghiệm ở đây là sao? Bên dạng cứ bỏ vô là kinh nghiệm 10 năm, kinh nghiệm 20 năm hay kinh nghiệm 30 năm cũng được. Thì thật ra cái kinh nghiệm, từ nếu như phía bạn ghi kinh nghiệm 3 năm và kinh nghiệm 30 năm thì cách viết văn của nó cũng sẽ khác. Thường kinh nghiệm mà nó cao hơn thì lối viết văn của nó sẽ viết là chi tiết và chuyên môn sâu hơn, thể hiện cái mình sự professional hơn, sự chuyên nghiệp hơn. Đó là cái prompt tổng hợp đây. Như bạn thấy có hai phần, một là học cách viết, lối hành văn, giọng điệu, cách câu chuyện mình, và thứ hai là nó hiểu về cái chuyên môn, cái trải nghiệm của bên phía của mình. Đó là hai phần chính trong cái prompt này. Thì phần thứ ba trong cái prompt này á, tất nhiên tất cả mọi thứ ở đây á đều mình đều để chung cho một cái prompt cả. Thì phần này mình sẽ show tiếp để các bạn hiểu rằng là cái prompt của mình á nó chạy từ đầu tới cuối á, thì tại sao nó hiệu quả và tại sao nó học được cái giọng điệu của phía mình. Thì cái ý thứ ba trong cái phần prompt này á là nói về target audience của bên phía của bạn. Nhưng mà thấy đây á là my audience is, có nghĩa là cái giai đoạn này mình sẽ khai báo ra cái tệp khách hàng chân dung của phía mình. Target audience có nghĩa là cái tệp khách hàng, tệp chân dung khách hàng mà người đọc nha, người đọc trên, có thể là trên mạng xã hội, có thể là trên email marketing. Mình sẽ nói cụ thể cái đó ra. Khi mà hiểu rằng là hiểu chuyên môn, hiểu coi rằng là bạn đang muốn nhắm tới đối tượng nào, à đây là cái giọng văn viết, thì nó sẽ viết cho phía bạn tuyệt vời hơn rất nhiều. Thì đó là cách góc độ bên phía mình viết. Rồi, sau khi mình học xong toàn bộ về cái prompt này xong á, để nó hiểu hơn góc độ mình á, nó sẽ trả lời phía mình một kết quả như phía bạn thấy ở đây. Bây giờ mình sẽ ứng dụng tiếp là chain prompting hay là prompt chaining. Chaining á, ở đây á, là góc độ là nối mắt xích dây chuỗi á. Thì ở đây bên phía bạn viết bất kể một cái content nào, viết một cái câu lệnh content nào đi chẳng hạn, thì lúc này á, bạn cứ đưa một cái câu lệnh prompt viết bài vô thôi. Tuy nhiên á, là mình sẽ bổ sung thêm một cái là based on cái, nghĩa là khúc này based on vision đổ writing style that you learn before. Có nghĩa khúc này mình bạn phải kết hợp câu chuyện rằng là à, ở cái prompt đầu tiên, ở những cái nội dung đầu tiên bạn đã cho nó học về cái đối tượng khách hàng muốn hướng tới, cái ông vision đổ nó viết như nào đó là mình, rồi ông vision đổ là một người ra sao á, thì khúc này bên phía bạn khi mà viết bài thì bạn sẽ phải bảo rằng là nó viết bài nhưng mà dựa trên giọng điệu và cái những cái thông tin mà nó được học ở trước đó, thì nó gọi là prompt chaining. Thì là nó nối chuỗi cái phần đó lại để khúc này bên phía bạn viết một cái bài viết á thì nó sẽ viết một cách tốt hơn. Thì đó là câu chuyện viết bài. Trong video này mình sẽ không có nói về câu chuyện là cái prompt viết bài nó đang là ra sao. Tuy nhiên á, trong câu chuyện là bên phía bot AI nói chung á, thì nó sẽ có một số cái câu lỗi nhất định mà khi mà nó viết bài á, nó sẽ gặp, có nghĩa là nó sẽ có một số câu hoặc một số cái từ ngữ á, mà bên phía đời thường, ngôn ngữ của người thường á, thông thường là mình không có nói chuyện bằng cái đó, mà nó nói khá là văn chương, hoa vở, hoặc đôi khi những cái câu nói mà nó viết á, nó không có được giống như là conversation cho lắm, có nghĩa là nó về cũng như một cuộc trao đổi cho lắm. Nó dẫn tới trường hợp là người ta đọc vô á, thì người ta thấy rằng là thằng này chắc mình viết AI rồi. Thành ra khi mà mình viết một cái prompt viết bài, ở trong video này mình chưa chia sẻ với bạn cái prompt viết bài cụ thể. Thì những video sau mình sẽ chia sẻ với bạn một cái prompt viết bài chi tiết hơn để mấy bạn có thể viết nếu mấy bạn chưa có. Rồi, thì bởi vì á là AI có một số cái lỗi nhất định và lúc nào nó cũng nó gặp để nó viết bài mà khiến người ta đọc thấy rằng à thằng này chắc dùng AI viết á. Thành ra nó sẽ có một số câu cú hoặc là những cái nội dung á mà nó câu chữ nó có vấn đề. Ra sau khi mình tìm hiểu, coi các cái nội dung video từ các cái bài viết từ những cái chuyên gia expert về câu chuyện AI á, thì đây cái prompt bên phía mình tổng hợp được, thì bên phía bạn chỉ cần copy vô thôi. Thì khúc này để giải thích thì nó khá là dài dòng, nhưng đại khái á là ở đây á là mình đang giới hạn cái câu trả lời hay là cái giới hạn cái cách nó viết văn. Như bạn thấy là do not hoặc là bạn xóa những cái từ khóa đi, thì bởi vì đây là những cái từ hay là những cái nội dung mà thông thường á mà bên phía của nó thường ở góc độ á là nó viết á, thì nó sẽ đề cập những cái từ ngữ đó vô. Khi mà đề cập vô thì giống như một AI nó viết bài vậy, chứ không phải là ở góc độ một con người viết bài. Ra bên phía bạn có thể check note lại cái prompt do not này. Thì cái phần do not, mấy cái do not này thì mình sẽ để ở phần dưới description để phía bạn có thể bỏ vô bên trong cái prompt viết bài bên phía của bạn, để lúc mà viết bài á thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu không, bên phía bạn chưa có prompt thì đơn giản là write me, có nghĩa là bên phía bạn cứ bảo viết một cái bài viết về trong cái một bài viết social media đi chẳng hạn,
bao nhiêu đó chữ về chủ đề gì đó, nhưng mà bạn chèn theo câu chuyện là do not vô, và cũng như rằng là cái vế đầu tiên của bên phía của bạn á bảo rằng là nó hãy strictly nghĩa là hãy giữ một cách nghiêm khắc những cái nội dung mà bên phía bạn đã học trước đó về cái ông writing style của cái cách viết văn của ông Vincent Đỗ, thì nó sẽ viết cho bên phía bạn và nó sẽ loại bỏ đi những hạn chế mà những ông bot AI thường gặp. Từ đó phía bạn ra một bài viết mà nó giống người hơn. Thì những cái kết quả bài viết AI bên phía bạn hãy coi trên Facebook của phía mình, tại vì đa phần mình làm về câu chuyện là bot AI cả, hoặc bên phía bạn có thể đăng ký một số cái mail phía mình để gửi ở bên dưới để phía bạn hiểu rõ hơn về góc độ rằng là ở một cái những cái email mã tin mình nhận á thì prompt AI nó chạy ra sao. Thì đó là cái phần viết văn góc độ bên phía của mình. Thì còn một cái nữa trước khi mà mình kết thúc là việc dịch cái bài. Thì khi bên phía bạn dịch cái bài, bởi vì prompt của mình bằng tiếng Anh á, thì thành ra khi mình dịch cái bài viết á, thì mình thay vì mình bảo á là mình chỉ cần dịch qua Vietnamese thôi, thì đây là cái đoạn dịch của mình. Nhưng mà thấy bạn thấy đây là cái prompt á, prompt phía mình. Ở đây nó chỉ đơn giản dựa trên cái concept là như thế này, bởi vì cái tiếng Anh á, mình dịch qua tiếng Việt á, thì mình chỉ cho nó một cái những cái ngôn ngữ thôi. Ví dụ như là mình bảo rằng thay vì dịch ai dịch qua bên phía mình là dùng chữ tôi á, thì mình bảo là nó dịch qua chữ mình, kiểu như vậy. Thì đó là một số cái của bên phía của mình. Thì bên phía bạn đọc qua những cái prompt về góc độ dịch này, đây là cái guideline về góc độ mình dịch để từ góc độ từ tiếng Anh khi mà dịch qua tiếng Việt thì giống giọng điệu của bên phía mình hơn. Bên phía bạn có thể customize riêng cho bên phía của bạn, là bạn hãy tinh chỉnh cái góc độ riêng của phía bạn như thế nào cho nó phù hợp. Thì phần này á, như mình chia sẻ, nếu bạn không có rõ về chuyện tiếng Việt thì bạn cứ gõ y chang những từ khóa này bên phía bạn bỏ trên Google Translate á, thì nó sẽ ra được cái ý nghĩa của cái prompt. Và sau đó bên phía bạn thay là cái chữ tôi, chữ mình hay cái chữ GTVS rồi hay bằng công ty của bạn hay những câu khác, thì sẽ ra được một cái prompt cho phía bạn về cách dịch từ câu chuyện tiếng Anh qua tiếng Việt một cách perfect nhất hết sức có thể. Còn trong trường hợp bên phía bạn á, thấy gõ tiếng Anh mà lười quá thì thôi bạn gõ thẳng tiếng Việt vô. Nhưng khi gõ thẳng tiếng Việt vô thì bạn cứ ở cái khâu viết bài á, thì bạn cứ bỏ chữ do not với lại câu chuyện dựa trên cái những cái gì mình đã học ở chuyện là của cách viết văn, hành văn của cái nội dung hoặc là cái cá nhân hoặc là một thương hiệu mà phía bạn đã cho nó học từ đầu, thì nó sẽ trả lời cho phía bạn và viết bằng tiếng Việt. Góc độ kinh nghiệm phía mình thì Gemini nó viết tiếng Việt nó sẽ tốt hơn so với lại ChatGPT. Nếu mà xếp hạng viết bài nội dung á, thì Gemini, xong cái Cloud và xong cuối cùng là góc độ bên phía của ChatGPT. Bởi vì góc độ của bên ChatGPT thì ngôn ngữ tiếng Việt của mình ở điểm hiện tại thì mình thấy rằng nó chưa được tốt cho lắm. Tất nhiên rằng trong tương lai, tại vì AI mà nó học nhanh lắm, thì AI có thể trong cái video này 2-3 tháng sau nó lại viết tốt hơn rồi á. Thành ra tốt nhất bạn cứ test coi thằng ChatGPT hay bạn test coi thằng Gemini, thằng nào nó viết tốt hơn hay nó phù hợp thị trường bên phía của bạn, thì từ đó bạn hãy chọn ra công cụ của bên phía của mình để bên phía bạn ra lệnh. Còn góc độ phía mình đang trải nghiệm hiện tại là Gemini. Hy vọng bạn thích video này. Hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo. Hãy subscribe kênh YouTube mình nhé.